bê lên tới trên cao, không quan tâm đêm hay là ban ngày. Rap luôn nghe thật lâu, rơi vài câu thì biết là đang khoái. Game này bỏ là phí, xuất cái bút để làm điều đó ngay. Khi ta coi được đây, xem mà xuống ngoài sao chẳng có ai. Bật công tắc TV, ai đi thi mình lên để cover. Cua trên công biết cho nhiều fan ở trong đầu chơi nhớ. Tình này vào từng clip, rap lúc phát thì lại bị ngó lơ. Đến nay không ai ba khi tới rap phí thì chẳng ai ngờ. Yeah. Nghe kia đi bên đây mà đi hơi cao thì không thể có lý. Nhưng ở đây sorry, không liên quan nên cũng không có ý. Thấy chưa biết tới đâu, dám đứng nói chưa biết tới đâu. Dám đứng chơi nơi đây đó khen những người ta rap thì chẳng tới đâu. Sao cứ đêm một khu đặc vô là hear make up. Ai chẳng có ước mơ nên đừng làm phiền wake up. Tốt nhất đêm đam mê cùng với lại ta lên tiếng. Và tìm được rap và hôm nay ta tìm được lối đi riêng. Yeah, lối đi riêng. Lối đi riêng. Lối đi riêng. Tụi tìm lối đi riêng. Lối đi riêng. Lối đi riêng. Lối đi riêng. Tìm được lối đi riêng. Yeah. Theo cái khác thì đâu có thấy nàng kêu lại xinh. Trong sao thông minh rrr, không cần ngông minh rrr. Khi em lên sân khấu, ta cả dư đều nghe tiếng rrr. Bắt lấy nghe từng con beat ở trong radio. Và khi cảm xúc có sẵn lấy cái máy ghi âm để ta đi flow. Tưởng trong đầu là ra hầm hố như khủng long Godzilla. Nhưng bên ngoài chứa bên trong là boy beating của Onika. Beat thì đây có beat chứ không để homie lên mà pick họ. Thấy ngồi trước đèn tay mà ông kính biết có bàn tán mà làm cùng. Dù ai lại ra tiếng vào ta vẫn cố gắng từng ngày để tiến bộ. Chứ không phải đứng một chỗ nghĩ hết cách có túng mà làm kèn. Hay thì khen thêm thì đến ai mà ghi đi ai mà biết. Thấy nhạc hay chắc lo nhiều viết không sao thấy cưng người co và miết. Không làm sai không làm trái thấy lên on the mic là khoái. On the mic yeah. Muốn khai thác tiền phải hit tài dốc hết sức ở trong chiến lợi này. Khi thấy gần ta biết mình đi tiếp với rap. Nếu không có được cũng như đi đêm đi thêm tìm cho mình tiếng nói có giá trị cho mình tiến tới. Rap trong lòng đâu cần tiếng gọi lý trí hay là con kim. Sao cứ đêm một khu đặc vô là here make up. Ai chẳng có ước mơ nên đừng làm phiền wake up. Tốt nhất đêm đam mê cùng với lại ta lên tiếng. Và tìm được rap và hôm nay ta tìm được lối đi riêng. Yeah, lori ring, lori ring, lori ring, tự tìm lori ring, lori ring, lori ring, lori ring, tìm được lori ring. Thật hay bên em hãy rom bom bom. Bật lên beat, ta feel thuê nhịp đom 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 đom. Mát volume lên đi cương gà feel nè rat da da. Dùng lại mà chiến như Nick Mana. Ratatatata. Ra ratata. Ra ratata. Ra ratata. Na na ra ratata. Ra ratata. Ra ratata. Ra ratata. Na na ra ratata. Yeah, lori ring. Lori ring. Lori ring. Tụi tìm lori ring. Lori ring. Lori ring. Lori ring. Tìm được lori ring. Một tràng pháo tay cho vũ đoàn Bước Nhảy. Cuộc sống sẽ không thể thay đổi nhiều sau một đêm được công chiếu. Vài ngàn bình luận cho đến khi đã thoát ra thì mới giật mình nhận ra là mình đã đọc không thiếu. Ngươi thì nói là không hiểu, ngươi thì nói là trong tếu, ngươi thì nói là rap chán, nghe như đang đọc văn điếu. Nghe cũng bình thường mà, vậy mà nói là năng khiếu. Dựa hơi người khác làm nên ca sĩ rap hay đang giảng đạo lý vậy? Im lặng ông là quen đi. 16 mét vuông một điện thoại cùng một TV, ngắt wifi và liên tục overthinking. Nghe mình sẽ thất bại nên phải đọc thêm một con mình nữa. Nghe cho nó đi, năng lực như vậy mà đòi zombie. Không biết Big Daddy lúc đó đang nghĩ gì, không biết Andre lúc đó đang nghĩ gì. Không biết mi quay lúc đó đang nghĩ gì. Chính người thì mười ý, cũng không biết phải lắng nghe ai và cũng không biết phải đáp trả ai. Bài này coi như là một công đôi việc vậy. Hả? Đứng trên đây cũng để chứng minh cho chính mình thôi. Còn chưa bước lên stage họ đã hét tên anh ra mà có. Giờ nói thêm chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh và phân thân đã làm đủ. We sẽ get higher, make on the way going up. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao. Tên đạp ngang với những ngôi sao. Bây giờ
không còn là chim bao rồi. Wow, cầu như kinh tế mà giờ mang rap đi thì gia đình không ngờ thằng con sắp thành celebrity. Giờ cũng đã biết phải nổi tiếng để làm chi, một là cho mẹ thôi nghĩ, hai là kiếm VND. Không cần đưa GMND vì đã có trên wiki là Google, anh làm được hai việc như CV. Kết nối với thế giới ngoài kia bằng giọng nói và khiến tất cả phải hát theo như karaoke. Thành công hay không mới đẹp lên mà mai sơ cổ tay làm hàm nhái biết tương lai không phải mơ hồ. Có là thất bại 30 giây xem quảng cáo là chơi lại như trong game, tên này xây lên những cơ đồ. Cũng không thể biết đó là mình sẽ làm được, nhưng vẫn phải tiếp tục miệt mài và hăng say. Cho đến hôm nay cũng đã nếm được vị của medium brand, của bè cùng bằng tay. Qua cái thời mà xin fit, rap name có thể không một ai biết. Ngôi sao gì đó phải im hết khi chỉ mới nghe thấy một verse để tâm huyết. Lời viết lạnh ngắt từ trong lòng nên không cần máy lạnh bật trong phòng. Đơn giản chỉ là để tiết kiệm điện, lý do chính mới là để mất kiên hết. Còn chưa bước lên stage, họ đã hát tên anh ra mà coi. Giờ nói tiếng chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh và phân thân đã làm đủ. We just get higher, make go no way going down. Bao ngày ôm mưa sẽ bay cao. Ôi, tên đặt ngang với những ngôi sao. Ôi, bây giờ không còn là chim bao rồi. Hiểu thứ hai. Khi nghe bước vào cùng lời chào với cuộc chơi, ai nghe hơi thay giá phải dòng đầu đi khỏi nơi này. Kim cương bay bang đặt trên bàn cũng đã hơi đầy. Dâu hurricane cả vương miệng mình đánh đơn này. Vì tao đã biết mình sẽ là ai từ xưa chưa căn cước. Ai có cho bác như ngày mưa 3 năm trước. Và tiền thể muốn biết là thí sinh của những mùa sau sẽ nhìn anh như thế nào. Tôi quay cách thay 30 phút một con đơn vị quyết không cơ. Vì đồng hồ anh không nhận lại như là công tơ. Cả nhà hỏi tại sao mày rách cho lúc mày đang ngủ. Để thức dậy có được sống như trong mơ. Không mất thời gian đâu. Viết hết vào nhạc giống như cách mà anh than sầu. Đưa anh ra đi thì anh đứng ở trên trang đầu. Bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Những câu chuyện nào sau nói và cái giá của sự sang dầu. Chỉ sau lần đầu khi lên sóng, việc kinh doanh của mẹ anh khác ngay. Mà đó thì chỉ là mới rap. Tại sao mọi người còn chưa biết anh hát hay? Cứ việc gọi là rap mà đẹp trai, khi chăm nghe thì không bằng mắt thấy. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay. Còn chưa bước lên stage, họ đã hát tên anh ra mà thôi. Giờ nói theo chi cũng chẳng khiến cho anh paranoid. Chẳng nhiều thời gian nên phải chạy nhanh và phân tâm đã làm đủ. We take it higher, make go no way going down. Bao ngày ôm mơ sẽ bay cao. Tên đặt ngang với những ngôi sao. Bây giờ không còn là chim bao rồi. Một công đôi việc. Hurricane và Hiếu thứ hai thưa quý vị. Bay lên tới trên cao không quan tâm đêm hay là ban ngày. Rap luôn nghe thật lâu, chơi vài câu thì biết là đang khoái. Game này bỏ là free, xuất cái bút để làm điều đó ngay. Khi ta coi được đây, xem mà xuống quan sao chẳng có ai. Bật công tắc TV, ai đi thi mình lên để cover. Cua trên cổng beat cho nhiều fan ở trong đầu chơi nhớ. Tình này vào từng clip, rap lúc phát thì lại bị ngó lơ. Đến anh không ai ba khi tới rap viết thì chẳng ai ngờ. Nghe kia đi bên đây money hơi cao thì không thể có lý. Nhưng ở đây sorry, không liên quan nên cũng không có ý. Thấy chưa biết tới đâu, dám đứng nói chưa biết tới đâu. Dám đứng chơi nơi đây đó khen những người ta rap thì chẳng tới đâu. Sao cứ đêm một khu đặc vô là here make up. Ai chẳng có ước mơ nên đừng làm phiền wake up. Tốt nhất đêm đam mê cùng với lại ta lên tiếng. Và tìm được rap và hôm nay ta tìm được lối đi riêng. Yeah, lối đi riêng. Lối đi riêng. Lối đi riêng. Tự tìm lối đi riêng. Lối đi riêng. Lối đi riêng. Lối đi riêng. Tìm được lối đi riêng. Yeah. Bling bling bling. Nếu lại theo cái khác thì đâu có thấy nàng kêu lại xinh. Trong sao thông minh rrr, không cần ngông minh rrr. Khi em lên sân khấu ta cả dưới đều nghe tiếng rrr. Bắt lấy nghe từng con beat ở trong radio. Và khi cảm xúc có sẵn lên cái máy ghi âm để ta đi flow. Tưởng trong đầu là ra hầm hố như khủng long Godzilla. Nhưng bên ngoài chứa bên trong là boy beating của Onika. Beat thì đây có beat chứ không để homie lên mà biết họ. Thấy ngồi trước đèn tay mặt ông tin biết có bàn tán mà làm cùng. Dù ai lại ra tiếng vào ta vẫn cố gắng từng ngày để tiến bộ. Chứ không phải đứng một chỗ nghĩ hết cách có túng mà làm kèn. Hay thì khen thêm thì đến ai mà ghi đi ai mà biết. Thấy nhạc hay chắc lo nhiều viết không sao thấy cưng ngờ co và miết. Không làm sai không làm trái thấy lên on the mic là khoái. On the mic on the mic on the mic yeah.
hay là tiền, phải hay là tài, dốc hết sức ở trong chiến lợi này. Khi thấy gần ta biến mình đi tiếp với rap, nếu không có được cũng như đi đêm, đi thêm tìm cho mình tiếng nói có giá trị cho mình tiến tới. Rap trong lòng đâu cần tiếng gọi lý trí hay là con tim. Sao cứ để một khu đặt vô là hear make up, ai chẳng có ước mơ nên đừng làm phiền wake up. Tốt nhất đêm đam mê cùng với lại ta lên tiếng và tìm được rap, và hôm nay ta tìm được lối đi riêng. Yeah, lối đi riêng, lối đi riêng, lối đi riêng, tự tìm lối đi riêng, lối đi riêng, lối đi riêng, lối đi riêng, tìm được lối đi riêng. Yeah, lại đây nghe thật hay bên em hãy rom bom bom. Bật lên beat, ta feel thuê nhịp đom 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 đom. Mát volume lên đi cưng gọi feel nè ra da da. Dùng lại mà chiến như Nick Mana. Ra ta 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 ta. Ra ra ta ta. Ra ra ta ta. Ra ra ta ta. Na na ra ra ta ta. Ra ra ta ta. Ra ra ta ta. Ra ra ta ta. Na na ra ra ta ta. Yeah, lordy lordy ring, lordy lordy ring, lordy lordy ring. Tụi tìm lordy lordy ring, lordy lordy ring, lordy lordy ring, lordy lordy ring. Tìm được lối đi, lối đi riêng, 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 tự tìm lối đi, lối đi riêng, 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 tìm được lối đi, lối đi riêng. Một tràng pháo tay cho vũ đoàn bước nhảy. Em là hoa hồng, nghe em có gai, biết tới trong lòng, đâu có ai. Sao mà phải gồng, tại em tự yêu mình, đâu có phải gào, just doing my thing. Vì sao em nghe, em chạy mấy cái xấu, cái nào tốt thì em khoe. Ở mấy mình đem share, vô tư như là em bé. Khi mà hư là em nếp thì em cảm thấy là em bè. Em sống thật mà chứ đâu có phải là làm màu. Để cho lên cái tâm hồn này chứ không có phải nên làm đâu. Và bất kỳ cuộc chơi nào đầu tiên nên làm cấu. Chứ mà cứ nhét như thỏ đét thì để một bên làm sao. Mặc một cái công tắc gật đầu, flex để chỉ khi em vô cắt thật ngầu. Đâu phải là cô ai khi em xuất sắc thần sâu. Tại vì mỗi khi em bước vô con như đã cắt từ đầu. Bong 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 ba da bang ba bang. Thế ở đây only you are the queen. Kiếm xu bỏ ra bằng kiến thức nghe là green. Nghe đâu hết bên năng lượng tốt nè âm bè để đêm. Go home nên ta đứng trên đây. Đi làm bàn tay lưng con trời đứng trên vai. Tay bàn tay cho biết đúng hay sai. Watch em ta go on. Cat 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 walk. Em drag ở trên đây như là tiên. Xong như là đúng con người trong em mặc nhiên. Chị phụng đi trên cuối đến cho em đi đầu tiên. Whoa elevator be nằm mà go hard. Nằm mà walk em go sao mà go star. Tôi có chắp tay thắp khi chị đếp so low. Just living in bang 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 bang
Nhà khang trang công việc nơi tập đoàn, có thể không còn thấy được nhau như lúc xưa bằng hàng. Ngày mà lá thư giấy đang chờ đến sáng hôm nay, đích thân trao tận tay, dấu ký trong học bài từ khoảnh khắc đó mới chính là tràn ngập vàng. Nhận ra sự ngắn ngủi của một vòng tuần hoàn, nước mắt mẹ trên mỗi kỷ vật và mỗi khi ngày dần tàn. Luật cuộc đời đề xuất cho một đời người là 60 năm, chỉ để thấm nghĩa của bốn chữ nhân vô thập toàn. Xem đó là một tiếng chim hót cho những lời khen chưa thật, và học quen cũng chỉ là sáng vài giờ của trời chưa chật. Giữ trong tim từng giọt nước mắt những lần quặn đầu, chỉ để tươi mát cho những chặng sau của tháng ngày nước nề bằng một cơn mưa ngâu. Vẫn cứ đi trên con đường dù không hay là trong bao lâu, cá là sẽ rất khó để ra biển lớn từ trong ao sâu. Xin cho tôi tình yêu để ôm niềm tin mà bước tiếp, đến đây nói với tôi rằng không sao đâu. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cá cũng làm sao mà biết mỉm cười. Nếu có yêu tôi, rồi chúng ta ai cũng sẽ như nhau, nhìn nhau thật lâu đi trước khi vô hình trước cơn màu. Được chào đời bàn tay trắng và lời đời nằm ngay ngắn, xin thứ tha cho những vụn về đã vô tình va vào nhau bằng lời cay đắng. Xin hôm nay hãy cứ yêu đi, yêu tôi như cơn mưa bên trong ngàn vì mà không chia ly. Ôm tôi như khi ôm tivi cả ngày giờ, biết đâu mai đây mắt sẽ mờ và mất trí nhanh đi. Mà cứ khóc đôi bàn tay cần đau, đừng có nuôi đến đôi mắt mày để tôi lo. Chưa ngày mà nhắm lại, bao dung này có hề lung lay, cho dù chỉ một người dõi theo sau. Lời yêu thương cho tôi nói vào đầy tai, hồn tôi lơ thêm mây khói vào ngày mai. Nhiều ưu điểm sẽ dễ lọt vào mắt người ta, nhưng một khuyết điểm cũng không có chỗ cho một cái nhìn qua. Như biến ẩn giữa hai vế tôi vẫn đang cố cân bằng, và chỉ có sống chân thành là câu trả lời cho phương trình đầu ra. Tại sao số 10 là dấu X vào thời kỳ La Mã? Hãy để mây em suy dần là chính là tối đa, và mọi kết quả trong ngần ấy thời gian qua, chỉ để ta biết không một thứ gì trên đời là hoàn hảo cả. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, đã vui làm sao mà biết mỉm ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Rap là nghe so kêu, không một ai đưa đường dẫn lối khi đang gặp các gói trong tô liu. Ai đang đứng trên đây cũng như là đó, hoa hồng là nhìn vẻ đẹp trước mắt xem gai như có mà không. Không là chẳng có gai, đừng có lo mà ngóng, muốn có được hương sắc từ cái việc lo mà trồng. Đừng con phố đèn là bóng tối mơn màu, đừng nên cô lập, thường xuyên nghĩ trong đầu cùng nên đi làm mình tỏa sáng. Để giờ hôm nay được chứng kiến muôn vàng, biết lên hay không lên sau ra hết bản thân này, cả biết lên như đây vẽ một con đường để trong gai. Vẽ ai trồng bông hay là ai đang trồng trái, để có đi đỉnh kiếp ta như là cách chúng ta vai. Người chắc bằng người đọc rắn, hai giới tính đang rap chắc là khó đọc trăng. Bên là hoa hồng bên, nhưng qua dạng ngoài nắng, khi mình làm không vừa mắt là họ đang viết bài văn. Muốn được
thành công đi từ trong đầu, muốn cùng phấn đấu phải biết cảm thông nhau. Khi RIP ngắm sâu vào trong máu, nghe lời phán xét mà ta mãi sao không sao. I wanna be me đang lái ở trên TV, đó là deliver và con mới của Mr. KT. Rap nhan cây còn tích riêng với đồ vi quý khoan, nhưng mà thật thì đã làm xíu vì nó là really sống. Mày không biết ai đang sống theo tiền, trăm năm kiều vẫn cứ là kiều sống kêu đi. Pháp kiều hôm nay mày cũng không có thúy, không nghe vô lý cứ việc rap kêu liền. Ngày chưa tao đâu biết có bên trong đâu, miệng tao và tay hạ gọi là trong lòng lại không đấu. Đưa bao lần nấy cũng túc chắc thật, vỡ trong câu rap tiếng nhưng không miếng chắc chẳng ai đâu ham. Cố dìm người xuống có là ai đâu dám, vì người thắng cuộc thì không ai đâu làm. Ai khi ta ta đi khi đây, số bước lên thì là only way. Cho ai hay cho ai chưa thấy, tức chế ra hai bao lần đi đây. Đi đâu xa lên cả không ta, viết hết lời một việc từ đâu ra. Rap ta, hát tiếp lên đi la. Nếu chị định chọn Hurricane ấy, em khuyên chị hãy nhanh đổi cửa. Vì em indicate tim gái đẹp là em đem đi ngay. Với tốc độ như ở trên freeway, anh Thái VG bảo mình very hợp nhau. Vậy thì nó sao? Bật lộ công tắc gật đầu. Và em nói thật đấy chứ không dám điều, dù rất là quá đáng. Ê, quá đáng yêu từ trong ra ngoài, rồi từ trên xuống dưới, từ tâm hồn cho đến dáng điệu. SU33 của em lên trên bầu trời, đưa chị đi khắp nơi là mình quên sầu đời. Nói là làm ngay không cần thêm nhiều lời, cũng đốt cháy sân khấu hai chị em ngầu lời. Chị không tin em nhờ, sắc đẹp chị làm cả chứng quen này lặng thinh, gọi Su là December. Bởi vì ai cũng thấy là chị có Giáng sinh, còn riêng em muốn hỏi thăm đến Su có mỏi chân không, vì có luẩn quẩn bên trong tâm trí. Em chỉ muốn nói Su ơi hãy chọn em đi, bởi vì em là một người đàn ông tâm lý. Trái tim này dành cho ai? Get low on the mic, let's go. Nhìn bờ vai này mà ném hết tất vào mà cực thêm đê. Mascara không bao giờ lên, cause I never lose again. Yeah, vậy thì chị chọn ai? Ai cũng đẹp trai, ai cũng như là idol. Vậy thì chọn ai? Cười hơi như là chuẩn luôn như bây giờ. Hay là sao không chọn hai luôn nha? Yeah. Hay là hai luôn nha? Ok. Yên tâm mà bet yeah. on us yeah. Gonna win when you bet on us. Chỉ có thể trong một quốc gia để cuối tuần hai ta đã bao lâu là phải đi. Ok. Bồ Đào Nha Thái mới đi. Gì mới đi, em nói là hai ta cùng đi mà. Bồ Đào Nha thì cũng cool, Ronaldo coi vậy mà có gu. Từ Real em u sẽ tới Juventus, mấy năm trời vẫn cứ su. Đã fit với Hồ Ngọc Hà mà còn rap với Cavanda. Su bay đã quá cao trên trời rồi, giờ em còn phải rap với Indica. Su mà cho bước vô vòng 3, em sẽ là lớn lên là we. Nhưng mà nếu có Su Canada ít ra cũng được Su dắt tay về nhà. Ok. Trên cao mây sao trăng thanh, đêm nay trôi qua năm canh. Không yeah. cho mắc nổi chỉ vì có một câu hỏi, làm cho tim này càng đập càng tăng nhanh. Khen thì họ phạm, làm sao bắt quan để có được họ hàng. Nên cũng đang phải tìm phương thuốc cho ra cách đọc khá. Những trang sách nhưng mà chị ghi nhớ được mỗi trang anh. Hàng lâm trang anh. Em nghĩ là chị vẫn chưa quyết định được đúng không? Baby, say yes I do. Will you wanna be my baby?
Thưa quý vị, Hurricane. Vậy là đứng đợi cũng được 3 ngày. Chỉ vì 4 chữ gì đã nhận ngay. Đã có xứng tay rồi không nhận hàng. Tôi ngờ vận may, ai ngờ vận hạn. Sau Covid thì có chung e vi su. Đầu cắt môi để vậy còn tháo mũ. Cha mẹ ở nhà phải kiếm từng đồng lương. Cô chạy ra đường tập là báo thủ. Không thể không đi bill. Cho tôi ẩm thực hay chiến thần reveal. Xem quán ăn nghe như phiền toàn. Phán theo kiểu quán của riêng ta. Tôi mà nói không có cãi được. Tôi ngoại cuộc nên tôi dịch xuyên quá. Thương thì làm biến không giúp nói chuyện nhà. Lời mày bóc phét như tại là chuyên gia. Thế nên anh mới chỉnh. Dù biết là khó sửa. Không phải anh khó tính. Do tụi em có ưa. Anh không thể để cho khổ này chìm. Anh chỉ bảo đứa tụi em khôn ra. Có mày sắc có ngày nến kìm. Thôi tụi tôi đi không cần nôn đó. Mày đã thiếu ý thức văn mình. Tụi anh không có ưa. Lại còn thích phát biểu linh tinh. Tụi anh không có ưa. Tụi mình là vợ đét minh tình. Tụi anh không có ưa. Nói chung không có ưa. Online có không có ưa bàn phím. Muốn được lên tìm kiếm thì gặp mặt cùng bàn thêm. VIG biết thêm nhiều tốt pháp kiều hàng hiếm. Em the leader chiếm cả xa em who I am. Cho mượn money, được cưng như baby. Đến lúc mà lấy đi thì nó lại hẹn lại mấy kỳ. Giờ xem lật mặt sáo mới phát ở tầm này. Mà nó học nhanh quá ai đâu biết nó làm gay. Biết đây là biết, người thì biết đó là hình phán. Xét khi online chúng mà được tới đâu mà nhìn. Lê hết mình cào phím cho càng thế mới là đỉnh. Số đang hò chưa tới nên đừng có vội dành mà kinh. Có thể mấy camera đâu số đang chạy bằng cơm. Là khi mà phát âm thanh thông báo tức là báo bằng mồm. Không có báo nhưng vẫn mở lên nghe đi du. Nghe xong đi em mua cho áo. Vì xù xài làm rap đứt khơi bằng không nghe lời ơi đất ơi ý quên mất hay cái level xa vời. Mình không có ưa cũng không có vừa nhìn xem thấy chưa lớn đi thì là tâm ngôn trên TV. Mấy lời nói đàm tiếu xung quanh tụi em không có ưa hay cái ăn tức ở là nhanh tụi em không có ưa. Mấy anh hùng bàn phím đang canh tụi em không có ưa. Nói chung không có ưa. Thật khó nghe nhưng anh đang như nhỏ nhẹ. Mong là tụi em sửa sai. Dạy cho mấy em nhỏ trẻ một cái thật là thỏa thẻ. Để tụi nó được rửa tay. Chính vì thế anh và Kiều lên tiếng. Để bà con được sống trong yên bình. Không phải nghe đặt vô và coi bấm. Chìm đắm vào mình em yên tĩnh. Thích thì cứ tiếp coi như cho nó mà làm đi. Ai cấm đâu cứ nên em mà không có nhục làm gì. Ai thâm để đang nói cho ai thấm. Nghe đi sai đắm coi em rap phải sai hâm. Biết gì không biết anh biết điều đi. Trước mặt vui vẻ cho ở đằng sau nhiều lời. Thể hiện vừa phải để làm quá nhiều khi. 49 mà gặp năm mới là tiêu đời. Anh có ưa không Snob? Anh đây không có ưa. Còn em thì sao kìa? Em thì ưa thêm sắc. Đừng thắc mắc tại sao lại không ưa. Đưa Snob đi cầu giao bà công tác. Bật công tác không phải để gật đầu. Mà để bắt đầu khi nó tự đập trong vắt. Mà để theo ý tức văn mình. Tụi anh không có ưa. Hay nghe ăn tức ở là nhanh. Tụi em không có ưa. Tụi mình làm vừa đét bình tĩnh. Tụi anh không có ưa. Nói chung không có ưa. Không có, không có, không có ưa. Không có ưa. Không có ưa. Không có ưa. Không có, không có, không có ưa. Trời ơi là trời.